không có đồng đồng à? Có, nhưng mà giờ ít có đồng với con kia. Mấy con này là nó đánh đá. Con này tên là gì? Con này tên là gì? Rắn hổ thường. Hổ thường. Ui. Hai con liền sợ thế. Chết với nó. Nó chửi phát lên đây nhỉ? Ông kia sợ. Chấp con rồi. Chăn á? Vâng. Đây là rắn mà không phải chăn đâu. Không, không có chăn mà. À. Không có chăn. Đấy, chăn ở đây đây. Đây, chăn ở đây. Chăn nhỏ đó. Chăn thì đủ to cơ. Chăn thì như không có độc đúng không? Không, chăn là không. Quấn rồi. Kinh quá à. Gớm chết rồi. Người tiếp theo. Đây, con này nó bé chứ con to chắc là kẹo rồi nhá. Bọn khi bảo ra Hà Nội để mai đồng ý thì giấy tờ bảo cần sao? Hả? Bọn đồng ý ra ngày mai á. Bảo hôm nay tập trung ký giấy tờ mà. Thế bên chạy thủ cho mày mới chạy đến như vậy. Quay lên này nhé. Ôi chị cũng bổ thông đi. Cái mai ra cầu thời gian đưa thế thì nói cho rõ ràng, thế thì chụp được, không cầm mà được, chụp mà được được, chị lên đi để chụp ảnh cho. Nhắm mắt lại. Nó còn đang gì cả, bây giờ nó mang ra nó chửi anh đấy. Nó là ra rồi. Đồ này để muộn thế. Còn kia nó bảo nó không cần ra. Cần những cái chứng minh thư thì cái ngày đó đồng quy nó cầm ra muốn cho cần gì thì mới bán cho cầm cái gì. Cảm ơn các bạn, mình cứ tranh cùng chùm anh với chàng với mình. Do thời gian không làm được. Bây giờ ta ở đâu đi nữa nhỉ? Còn đã ăn uống cả ngày này, tung tung, có thời gian. Xin lỗi, chúng ta xin chào, xin mời.